Đó, cho nên cái năm Dần này đó là hết sức là nguy hiểm. Nguy hiểm là gì? Là vì ở đây đó thì ông sư giải bán phai đó, ông cho biết đó là Sửu Dần này đó là đa bệnh lại còn đa binh. Đó, vậy thì là Bính Dần mới đinh mão ngẩn ngơ, đến cơn bát lạng là chạy quơ dễ dàng. Đó, thì bà con các nơi bây giờ khi mà nhận được cái chân lý của Đức Thầy rồi thì chúng ta phải làm sao? Qua đi là cũng khoảng từ 7 năm mà tôi chưa biết. Yeah. Nhưng học rồi thời gian rồi đó thì mới biết được cái câu này. Tại vì cho bà con biết đó là cái đất đó là thổ, thổ là miên, miên nó rước mình mới chạy. Nên bà con xét cái lý này nha, là Đức Thầy nói là mai sau nhiều cuộc đất này rồi đua nhau mà chạy. Là ông ba cũng chưa biết là dở sơn tô là thấy mua nhà, thì ngọn cá dầu ở trống lỏng cửa trời, người hung khó tới, đổi giờ hiền lương là theo. Đổi mà giờ hiền lương vô là cũng như mình có tu là có cái vé vô đó là ông ấy phát nhà cửa cho mình đó. Đó là cái chỗ đó là đặc biệt. Nên cho nên khắp bốn biển giấc đó là liên dây hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười nè. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy và kính thưa quý ông bà, cô bác và anh chị em hiện diện, và kính thưa quý đồng đạo xa gần kính mến. Thì theo được biết đó, hôm nay thì cũng có cái hội ngộ, rồi ở bên Thơ Búc thì cũng có đưa lên chương trình, cũng nhiều anh em các nơi, rồi cũng nhờ bên Thơ Búc để rồi hỏi qua cái câu giảng của Đức Thầy là mai sau nhiều cuộc đất cày đua nhau mà chạy, lâu đài cũng xa. Thì hôm nay đó, thưa với quý vị, cái câu này đó thì tôi cũng học qua đi là cũng khoảng từ 7 năm mà tôi chưa biết. Yeah. Nhưng học rồi thời gian rồi đó thì mới biết được cái câu này. Tại vì cho bà con biết đó là cái đất đó là thổ, thổ là miên, miên nó rước mình mới chạy. Nên bà con xét cái lý này nha, là Đức Thầy nói là mai sau nhiều cuộc đất này rồi đua nhau mà chạy, nên là nó đã kề rồi, nó đã đến rồi đó, mà không biết là chừng nào đây, rồi miên qua đây nó rượt, mà không phải mình nên nó rượt, mà chẳng những nên hợp tác, mà Đức Thầy cho biết rồi đó là nó qua liền tới năm nước lận, chặt đàn qua lộ nhân giáo máu tràn thành sông. À, thì tới đây đó thì khi mà mở cái màn ra thấy rồi đó thì trong con giáp này thì từ cái năm Tý rồi Sửu rồi không thì nó đã có rồi. Thì ai ai nữa thì nói Tý Sửu gì thấy chứ bệnh gì rồi cũng không sao, cũng không có gì hết, cũng tính mà ăn bình thường. Nhưng mà ngược lại khi mà ăn cái Tết rồi đi qua cái năm Dần này thì thôi, lúc này là sự thật đó là bà con đó là thấy coi ở trong 6 tỉnh miền Tây, nó rồi miền Trung, miền Bắc. Hiện bây giờ thì mình thấy rõ ràng đó thì nó là các thành phố bây giờ đang bệnh dịch đang bùng phát rất mạnh. Thì bà con thấy coi nó có là thực tế vậy hay không? Đó, cho nên cái năm Dần này đó là hết sức là nguy hiểm. Nguy hiểm là gì? Là vì ở đây đó thì ông sư giải bán phai đó, ông cũng cho biết đó là Sửu Dần này đó là đa bệnh lại còn đa binh. Đó, vậy thì nó là Bính Dần mới đinh mão ngẩn ngơ, đến cơn bát lạng là chạy quơ dễ dàng. Đó, thì bà con các nơi bây giờ khi mà nhận được cái chân lý của Đức Thầy rồi thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải quay trở về với cái gốc, với cái chân lý của Đức Thầy để rồi chúng ta tu cho nó kịp với cái thời gian Thầy mới đủ cái chuẩn để cứu và độ mình. Chứ còn bằng không bây giờ thì chắc có thể nói là không có ai cứu độ mình được trong cái giai đoạn này. Tại vì là mới có tháng 2 thôi mà nó đã xảy chuyện rồi, thì phải nói điều là trong cái thế giới này phải nói là chấn động. Thì chấn động đây thì thấy coi nó rõ ràng là mấy bữa dài đó thì là thấy coi Nga đó là nó đang tấn công, bữa nay là 22 ngày rồi nó đang đánh cái nước cái là gì Ukraine gì bánh á, chụp mũ bánh á. Cho nên bây giờ nó mới chấn động, bây giờ đó là coi đài thấy biết là gì, là thế giới thì đang cấm giận Nga đó,
rồi là bây giờ đó nước Việt Nam hiện nay bây giờ đó thì coi như là xăng dầu bây giờ nó đang nó là bốc lên ra đó, và làm cho bà con bây giờ mà ăn phải nó hết sức là khó. Mà hẳn nhất là anh em đi biển đồ này kia nọ đó, bây giờ dầu lên giá rồi nó là làm ăn không có lời. Cho nên nó là hôm nay đó thì thưa với bà con, thưa với anh em đồng đạo ở trong nước và ngoài nước, anh em kiều bào ở nước ngoài, khi mà nhận được cái clip này rồi đó thì quý vị ráng để rồi theo dõi cái giáo lý của Đức Thầy, rồi nhiều anh em đồng đạo lên clip để rồi đưa ra ngoài để cho bà con coi, đồng đạo coi, thế như vậy mà ráng trở về nội tâm để mà lo tu cho nó kịp cái thời gian sắp tới đây là qua cái câu giảng của Đức Thầy. Tại vì đời cùng rồi, tu phải cho gấp mới kịp đi, hoặc là đời cùng còn chẳng mấy năm. Khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, dương trần kẻ khóc người la. Thì bà con thấy coi bây giờ ngay cái trận chiến nó hiện bây giờ, bà con tối bắt đài lên coi, người thì xách gió xách, người thì khóc, người thì la, các bạn là tứ hướng ở trong cái trại như vậy. Đó thì bây giờ đó là lúc này mới ăn với câu giảng của Đức Thầy là thế giới bị ai đó, Đức Thầy nói là thế giới thì mình nhìn kỹ coi đó. Cho nên Đức Thầy ước mong đời xét kỹ đặng tu hành đó. Bây giờ quý vị thấy Việt Nam mình bây giờ cũng hôm hởm gì ăn tết rồi đó, thì đi qua ngoài đâu mặn đâu, tính ra ngoài cũng kiếm tiền đô đồ về lắm là vàng đồ nó gì, xây dựng là quê hương đất nước gia đình đồ cho ngon. Nhưng mà giờ đi ra ngoài rồi chưa mà ăn gì được hết trơn, rồi là bị Nga nó pháo kích, bây giờ phải đi về Việt Nam. Vậy thì quý vị thấy coi cái này nó ăn với câu giảng Đức Thầy không, ăn với chỗ là năm dần nhiều nỗi bơ vơ, thấy chưa. Bây giờ đó quý vị thấy coi xét cái lý coi là nó nhiều nỗi bơ vơ mà ăn gì không được hết trơn, bây giờ thậm chí đi lao động mà mần không được còn phải bơ vơ đó. Rồi bây giờ cái tổng thống nước ngoài đó, cái nước đó nó bây giờ đó là ở trong nước nó lộn xộn là cũng gọi là bơ vơ đó. Rồi bây giờ đó là anh em ở trong Việt Nam đây hiện nay giờ đi biển không được, bây giờ mà ăn không được cũng là bơ vơ. Hỏi chứ bây giờ một chục chiếc ghe, hai chục chiếc ghe lớn mà bây giờ mấy chục nhá, một chiếc ghe như vậy là cặp mấy chục, mà một chục cặp như vậy là thấy có mấy trăm, mà giờ làm coi cái khổ nạn này sắp tới hết sức là nguy hiểm không, về những vấn đề kinh tế đó. Cho nên bây giờ làm sao chúng ta phải ráng phát nguyên để rồi chúng ta tu cho nó kịp dưới cái thời gian sắp tới đây, là gì tháng này là đã cái tháng 2 rồi đó, mà ở trong cái năm dần này mà Đức Thầy đã cho biết rồi đó, năm dần thì nhiều nỗi bối rối, thì bây giờ nó khổ nạn sắp tới thì bước qua năm Mão là như tơ rối cuồng, phải không, nó bơ vơ rồi hả, vậy chứ là như tơ rối cuồng rồi, bây giờ mà ăn gì nữa vậy, phải không, nó có cuồng tơ mà nó rối gỡ hoài gỡ được làm sao làm ăn. Cho nên hôm nay đó là Đức Thầy chúng ta là một vị Phật đã thấy cái đời hạ quân này nó đã hết rồi, cho nên Đức Thầy mới xuống đây cấp bách để rồi dạy chúng ta qua đi là 80 năm. Năm nay nữa là vô cái dòng chiến này đó là tới 83 năm rồi, mà Đức Thầy nữa là ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng, nghĩa là xử mà lại còn phân nữa. Cho nên khổ dữ thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy mấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ trồng, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Đó, vậy là cái khúc chót là bắt đầu giặc giả chiến tranh, còn bây giờ là giặc trời loạn động, nào yên dân tình. Thì bây giờ cái bệnh Covid-19 này đó thì bà con của mình xét cho kỹ coi, từ thành phố Hà Nội rồi dài về về thành phố Hồ Chí Minh, về Bình Dương đó, rồi nghĩa là hiện bây giờ đó có phải bệnh Covid hàng ngày báo tin là đâu 100.000 tấm mấy chục ngàn gì không, thì phải nói là khổ nạn sắp tới đây hết sức là nguy hiểm đó. Vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy kêu gọi chúng ta, kêu gọi chúng ta bây giờ làm sao đó là tu cho nó qua cái cửa diêm phù này, khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài đường đời chẳng, nên viết một bài cho ba tánh coi, thì dương gian trở úp được voi, giấu đầu cũng loài sâu đôi đó. Bây giờ là không ai giấu được cái dấu Đức Thầy tới cái trại, thì bây giờ là cái đại ân xá của Đức Phật A Di Đà
mới có câu là kỳ xã tội nay còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm mới tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thì như vậy thì bà con của mình đó nên nhớ, mà ở đâu cũng vậy thì phải nhớ trở về cái nguồn gốc của Việt Nam, có Phật và có Đức Thầy và có sắc lệnh của Phật A Di Đà ẩn chứng. Chứ còn anh em mà đừng có nghĩ rằng cuộc đời khổ quá rồi tu không kịp, cái này là sai lầm. Sai lầm là gì? Hôm nay đó là chúng ta tu là còn kịp, là gì? Qua câu giảng của Đức Thầy, nếu không tu chừng khổ cũng ưng, nếu để chừng sấm nổ gian thinh e ba tánh, ăn năn đã muộn đó, thấy không? Thì bây giờ làm sao chúng ta là tu là phóng vô, giống như là chúng ta mua vé vô coi hát. Tại vì cái tuồng hát này của Phật lập, tại vì tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu, đang lừa lọc con tiên cháu Phật, thấy không? Lừa lọc con tiên cháu Phật, ở đây ai vô tu là thành Phật tại thế gian, thành thánh liền tại thế gian, thành tiên liền là tại thế gian đó. Thì bà con nào mà chiến này phát tâm lên, dù ở trong Việt Nam miền nào không biết, ở nước ngoài về không, đưa tay lên tu trở về miền Tây, quý vị tìm tới tại gia đình không, không tại đây, ở đây là Hai Dũng là đưa tay lên là ủng hộ 100% đó. Nó là tu là có là gạo thóc này kia nọ ăn tu đó. Cho nên qua câu giảng của Đức Thầy khuyên trong lê thứ bước vào đường tu xưa nay đạo hạnh quá luôn, thì ngày nay sáng tỏ đền mà buông ngày xưa cho mình, đền mà lại còn buông cho mình nữa. Cho nên mới kêu gọi anh em nào tu, tu là hưởng liền, tu là hưởng liền. Bởi vì là nó đã kè cận lắm rồi, ông Sông Môn có thể ông dám là hy sinh đâu, ông bán đất ông chân phải chơi à, nuôi anh em đồng đạo tu ăn 1-2 năm nhậm gì, thấy không? Là phải không nhậm gì? Nếu bây giờ ở đây nhiều đồng đạo nó cũng có thể, tại vì nó năm giận được tới năm mạo là kể như 2 cái năm này giống như đi thi vậy đó, đang lấy cái bằng đang mà vô cái cửa là qua cái năm thành à, cho nên trạng trình truyền sắm cái mấy lời là năm rồng rắn ngựa dê, rồi ông chỉ không ai nữa, ông nói chúng sanh thế giới ê hề thay phá vậy đó, hàng mẹ ơi, thấy không? Mà bây giờ đó là quý vị không có cái bằng này thì làm sao thấy được ở ngoài thế giới ê hề. Thì bà con nên nhớ rằng dù ở trong Việt Nam hay là ở ngoài nước ngoài đi ăn nữa thì ở ngoài cũng vẫn là tu, rồi kiếm đường mới trở về Việt Nam đặng mà tu cho nó kịp với cái thời gian, còn bằng không ngộ cảnh là nguy hiểm. Tại vì Đức Thầy nó tu kiếp kiếp, nếu không có trễ chừng đối đầu là khó kiếm điên khùng đó. Đó là Đức Thầy hiện bây giờ đó là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt không có còn. Nhưng ai bây giờ phát tu là thành Phật liền ở tại thế gian. Buông bỏ là gì? Giống như mình buông là hút thuốc, hoặc là buông uống rượu, buông đá gà, buông đá banh, mình bỏ nhà đó, rồi đó là không lo làm ăn, cái đó không phải vậy. Bây giờ mình buông mình bỏ là giới lực đặng mà lo tu, tiếp tay với Đức Phật A Di Đà. Chuyện là A Di Đà xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiền lành, đang tìm kiếm những người hiền đức, thấy không? Mà bây giờ Đức Thầy đem cái pháp đây để dạy cho mình, thì Đức Thầy viết kinh giới lực ở tại nghĩa là thánh địa Quảo, một kho tàng pháp bảo bệnh bây giờ nghĩa là bung ra rồi nghĩa là bay luyện khắp nơi đây. Giờ này mình đã thấy hết rồi, vậy thì bây giờ đây anh em đồng đạo nào cố gắng nhận được cái chân lý, nhận được cái clip này là phải tu liền, mai duyên muôn thở. Tại vì chúng ta nhiều tiền kiếp, hôm nay xuống tới đây gặp được cái giáo lý, gặp được đó là Đức Thầy, cho nên Đức Thầy mới giới thiệu là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu Phật đó. Cho nên đó, từ cái chỗ đó mà nhiều anh em đồng đạo mới nhờ cái chú này hỏi tôi qua cái câu giảng, nó là mai sau nhiều cuộc đất cài đó, là lâu đài nào mới đó. Cho nên Đức Thầy giới thiệu là lâu đài núi cấm lộ đai mai, khi mà lộ rồi là bên bển nó tràn qua nó rượt mình liền. Không? Là nó rớt mà lên chứ không có nói gì nữa đó. Chứ bây giờ đây sự thật với quý vị, con người chúng ta ở đây đó, kể như ở 8.000 mà về tới Châu Đốc, ai bây giờ lại mua nền nhà rẻ rẻ ai bán? Không bao giờ bán, phải không? Mà vậy đó mà nghe cái hơi nha, nghe cái hơi mà
mà miên bến qua rồi cái là bắt đầu chạy liền chứ không còn nói nữa, đang chạy chạy mà lâu đài cũng khá đó, mà Đức Thầy nói là lâu đài núi cấm lộ nay mai đó, nó trên nên thức tỉnh chúng sanh mau tỏ bài đó, tỏ là tất nhiên đó là sáng cái bài ra mới thấy. Nên từ cái chỗ đó giờ này đó là quý vị ơi không còn gì nữa đâu, mình là nam á, thì có thể là con trai thứ hai của Phật A Di Đà, nữ đó là con gái út của ông, cho nên là ông trúc cạn hết luôn, ông ra xác định cho Đức Thầy xuống đây đi dạy dỗ cho mình đấy, mà xuống đây dạy hết sức, qua đi 80 năm rồi cái chịu khổ cực hết sức rồi, mà dạy đó chuyển kiếp tới lui hoài đó là hết sức, kiếp nào giai đoạn nào là coi thấy khổ hay không, thấy không? Nó từ cái chỗ đó mà bây giờ bà con của mình bây giờ quá sung sướng, quá sung sướng rồi, bây giờ có khi là quên đi cái nguồn gốc, là giống như quên đi cái đạo ngải đó, cho nên không có chịu tu. Giờ này đó là cái bệnh Covid-19 nó đang tấn công, mà giờ giặc giả cũng đang đánh, thị trường bây giờ là kinh tế không ổn định, còn cái gì nữa mà chúng ta không tu? Thế nên tu mà có Đức Thầy ở sau lưng là cho gạo đồ ăn hoài, mà không tu rồi bao còn đợi cái gì nữa đây nè, đợi đi kiếm cái chỗ Covid hay gì, thấy không? Hay là đợi đi ra nước ngoài vô cái thành phố nào nó kháo kích thì chết hay chứ, giống như liều mạng chứ gì nữa, thấy không? Vậy thì bây giờ đó là cô bác nào, đồng đạo nào nhận được chân lý thôi, chúng ta sẽ buông bỏ để rồi trở về đây là con đường tu. Tại vì hôm nay Đức Thầy đã khuyên mình nè, là khuyên đừng xài phí xa hoa, cần ở kiệm đặng mà lo tu, đừng khinh những kẻ đuôi sao sẽ khổ gấp mười đời nay, xét tới xem lui chừng gặp tủ mùi thì bả tánh biết thân. Câu này mới ghê, phải không? Bị gì nghĩa là Đức Thầy là tủ mùi, mà đây tới cái năm mùi đây là mấy năm nữa, phải không? Mà chừng nào dứt giặc 7 năm thì ông về tới là mặt dương chẳng còn, mặt dương dưới là chẳng còn đó, phải không? Vậy thì bây giờ đó là giặc trời mà loạn động có thể đánh tới đó, đánh tới đó đó, rồi nghĩa là thầy mình nó là mới xuất hiện. Mà nếu mà xuất hiện rồi gặp thầy thì giấc đó quá khỏe, mà sợ giấc đó mình bị chết, nó là bị thú mình, thấy không? Vậy thì bây giờ làm sao chúng ta phải phát quy lên đó, nghĩa là hôm nay đó nghe lời Đức Thầy, bây giờ phát tâm tu là cúng lại đó, rồi niệm Phật làm lành lĩnh dữ, vậy cứ bằng là quá dễ tu mà lại là hưởng liền tại chỗ. Nó bây giờ quý vị thấy tôi đi dài dài đó, từ ở Miệt Thứ Hà Tiên ra tới Phú Quốc thì cái đó bây giờ hoàn toàn bây giờ là nói trong dòng họ trước đây là quá khổ, bị gì làm cái nghề biển mà bây giờ nó là mỏng được người đây làm sao mà là giúp đỡ nào này kia nó. Tôi nói quý vị chỉ còn cách là tu thôi, chứ còn hỏi là tu sao, tu có gì đâu, nghỉ nhậu nhiều năm mới tự ông kêu tôi nghỉ nhậu sao được. Phải không? Đi biển nhậu hoài quen một bén không hiểu, bây giờ nghỉ nhậu mày không nhậu được thâu chứ biết sao vậy, biểu tôi giúp thì giúp cho nên em thấy tôi ăn chay được không, rồi cúng lại niệm Phật mà là Phật độ khỏe đe, thấy không? Cho nên là hôm nay Đức Thầy đã kêu gọi chừng nào muốn gặp thầy thì thầy có hứa với mình rồi, chừng gặp tuổi mùi là bá tánh biết thân là đông dữ lắm đó, nên còn nếu mà đua theo cái vật chất này kia nọ là sau này đó là chúng ta hưởng không được. Thì bây giờ trước mắt rồi đó, mình thấy bây giờ đó là cái khổ nạn này nó sắp tới đây, mà bây giờ cái người tu đây mà Đức Thầy còn cân nhắc là trong bổn đạo từ nay đối với nghèo nha, sắp đến bây giờ đó là bà con mình các nơi anh em đồng đạo ngồi nghe đây, quý vị tin không, trong bổn đạo đi nghe chứ không nói người ngoài, bốn đạo là chắc ăn rồi đó, cứng khừ đó, mận người 20 con ruộng 30 con ruộng lúa trúng mận tấn tấn không mà làm sao đó, phải không? Vậy đó mà Đức Thầy nói là trong bổn đạo từ nay kim chỉ, ông nói đói với nghèo sắp đến bây giờ đó, thấy không? Thì bây giờ anh em thấy coi là coi đủ cái chứng để tin Đức Thầy không, mà nếu mình tin Đức Thầy thì chúng ta ráng tu, tuy nghèo đó thì dùng đỡ cháu rau bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhạc. Nói bây giờ chúng ta đừng có chạy theo của cải vật chất hết, thì chúng ta tin ông ba ông nói, nghĩa là từ tí chí hợi biết đâu mai chiều, nó là cũng ở trong con giáp này, thì Đức Thầy cũng nói trong con giáp này đó,
trong một giáp ân cần suy tính muốn làm hiền, ráng nhịn đựng than. Ráng nhịn đựng than là gì? Thì bây giờ người ta buông bỏ để mà tu. Tu thì như vậy là khi, nghĩa là mà hồi nãy đó, đất cài đó, là nói là miên nó qua nó rượt mình chạy đó, thì là lầu đài núi cấm lộ nay mai đó, thì nghĩa là Đức Thầy cho biết đó, là ông ba cũng cho biết là dỡ sơn câu là thấy mua nhà, thì ngọn cá dầu ở trống lỏng cửa trời, người hung khó tới, đổi giờ hiền lương đó, theo đổi mà giờ hiền lương vô là cũng như mình có tu là có cái vé vô đó là ông ấy phát nhà cửa cho mình đó. Đó là cái chỗ đó là đặc biệt. Nên cho nên khắp bốn biển giấc đó là liên dây hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười nè. Nhà Phật con tiên là vô đó mới có nhà này ở, mà khi nhìn ra ngoài rồi là thôi nặng tay dữ dội. Cho nên ông ba đó ông nói đó là ngồi buồn ngó nước lâm lâm, mùa xuân nước chảy Sài Gòn bể ôm, mà không biết là mùa xuân nào. Tôi hầu nghi nha, tôi hầu nghi đó là cái mùa xuân năm Thìn đó. Bởi vì là con rồng mới nữ cũng nanh thì trong bá tánh, nghĩa là thất thanh hải hùng, thì mình nghi là cái năm Tình đó là Sài Gòn bể ôm đó. Rồi tới nữa đó là ông nói bây giờ đó là lên đường từ Giả Thôn Hương tiến về bốn phương mịch ra trại là nữ cũng nanh nè, thì trong bá tánh thất thanh hải hùng bá tánh, hoặc là con mèo nó lưu rồi thì là rồng tới bay dơ dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bùng. Nói cho nên nó mới ăn với câu giảng của Đức Thầy nữa, thì trong kia nó chọi đồng minh, thì hai sông khô cạn nhật tinh rặn ngờ lương chuyển cho nó mới thấy, thấy không xây, cho nên mới là sụp cù lao hay là nuông cấm nổ đó. Nếu mà nổ rồi thì sấm giang thì lộ bản vàng, chư du thế giới khắp tràn tứ thi chữ thi gần chữ sổ, đến chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu, thấy không? Nè, không tu cho nên mới xuống quá, nó qua liền năm nước chặt đàn đó, thấy không? Nó qua lộ văn giáo máu tràn thành sông rồi giặc đó, không có nói tới là của cải gì nữa, nó rượt nó chạy rồi ai có vé thì mình vô trong được, không có bị nạn này. Rõ ràng là vậy. Nếu cái nạn này là Đức Thầy đã cho biết trước rồi, đến chừng đó là bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khỏi lỡ nó, thấy không? Bà con có đồng ý câu này không? Nó đồng ý là chuyến này là quý vị làm sao phải tu. Chứ còn bây giờ nếu mà khói lửa nó tới dạng giải chiến tranh mà không tu nữa, không cứu nữa ngoài là sao? Chỉ rõ ràng con gì nó từ cái chi tiết, thấy không? Chứ còn bây giờ ở ngoài này mình ham ở cái nhà tờ đâu có cái gì đâu, lây quay rồi là nó dột, lây quay cái nó hư chứ vô trọng rồi đó là cái nhà. À, nhà là của ông ba giới thiệu là ngon lành, dỡ sơn câu rồi là thấy mua nhà gì đó, thì ngọn cá dầu trống lỏng cửa trời cho cái người đấu giờ hiền lương, thì bà nào mà muốn vô cửa ở nhà của ông ba cho thì chúng ta phải lập tức ngay trong cái lúc này là chúng ta phát tâm lên cúng lại rồi ăn chay 4 ngày, nếu thấy có lý làm luôn ăn chay trong cái năm dần này thử coi, thấy coi có lý không, coi thầy có độ hay không, thầy có khiến đồng đạo tới cho gạo không, anh nói hỏi em nói à, coi có rủ tu hay không, vậy nó mới được. Chứ còn bây giờ Đức Thầy nó làm hết sức mình sẽ có thể một có người cũng hứa tu tu vậy mà khi về nhà không có tu vậy trái rồi trở lại cái trách móc nè, chắc thầy không đổ đồ này kia nọ, nhưng mà có khi mình không có tu. À, thành ra như vậy thì bây giờ chúng ta phải ráng làm sao phát huy lên để rồi chúng ta đó là nghe lời Đức Thầy đó khuyên trong đó là lê thứ bước vào đường tu, xưa nay đạo hạnh quá lưu ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa, hoặc là khuyên trong đó là lê thứ chẳng thừa một câu thân này chẳng nể mau lâu miễn cho bá tánh gặp cái chầu vinh quê, cái vinh này của Đức Phật bà của ông Phật tổ ban mà cho dân. Trời ơi, thôi quý vị ơi, ban cho dân chứ không nói tên ai chứ, là nói cái lý này là mình có tu thì ban cho mình chứ cho ai, phải không? Mà mình không có tu sao cho mình được. Nào, nói rồi là bà con xét cái lý này coi, cái kinh này của Đức Phật tổ mà, nghe không? Mà bây giờ của Phật bà đó mà ban cho mình hay tăng tại vậy rồi ngon lành không, nhà cửa không cho mình luôn, phải không? Nào,
từ cái chỗ đó còn gì nữa đâu mà không ăn. Còn nếu ở ngoài là cái nạn này tới đây là dữ dội nè. Bây giờ giặt giải chiến tranh tới 4 phương lần đó, 4 phương rồi làm sao đỡ nổi. Đó rồi bây giờ tới nữa thì là bà con quá đông, vô đó dành màu bén không, phải không? Đó cho nên từ chỗ đó là ở trên kia nó xuống là gắn to tên gọi mãn xà. Trên rừng nó xuống, nó tha dương trần, nó tha rồi còn gì nữa. Rồi tới là hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy, sau này đa đoan. Ai mà ăn ở nghinh ngang, nó đốt, phải không? Mà tu. Cho nên cái thời kỳ này đó là cái thời kỳ trả quả. Thì đó là Đức Thầy nói cho chúng ta biết là nhân nào là quả đấy. Nghĩa là câu diễn suốt cổ kim trong lọc một ai kỳ trả quả ầm bị biết bao, đời xưa quả báo thì dày, thì đời nay quả báo một dây nhãn tiền, thấy không? Mà chưa rồi bây giờ là anh em dạy chỉ theo cái giáo lý Đức Thầy để mà tu, để rồi phật độ và cứu mình. Mà ngược lại là mình cứ trải đài hoài thì mình chống bán hoài, thì bây giờ cái tết này nó đến đây là nó giết mình đó, thấy không? Cho nên ông sư dễ bán phai đó, ông cũng nói nữa. Ông nói bấy lâu dạy chẳng nghe lời, để cho ác thú trên trời xuống ăn. Trời ơi còn gì nữa, trên trời nó xuống nó giết đây đó. Cái đó hay nó thấy như này, nó là quá xa rồi, không bị gì ở dưới này nó ăn dư mộng gì khắp bốn biển mà. Giờ rồi biết là Việt Nam của chúng ta là có Phật, là Đức Thầy đó. Ai giác đó là cũng phải là ôm gói là lặn lội giờ không biết đi về là Việt Nam. Nào mà ai về vô ông thẻ rồi là vô không được, không được thì ở ngoài. Ở ngoài quân đó thì cái tết thú này là thứ nhất chứ sao, phải không? Thì ra từ cái chỗ đó rồi đó là hôm nay đó là Đức Thầy đã kêu gọi chúng ta là như vậy. Cho nên đó là tu thời đó là nhàn hạ thân mình, thần điên khuyên nhũng mặc tình ghét ơn, thiên cơ ai dám nói thừa. Đó, Đức Thầy giới thiệu như vậy đó, nói cho tất cả bà con, phải không? Nghĩa là ở trong nước Việt Nam hoặc là kiều bào nước ngoài không biết, mà ông nói thiên cơ ai dám nói thừa. Đó, mà Đức Thầy nói thì việc sẽ đến đây truyền sự thật, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai thì nẻo thành si như thể tên thì được. Đó, thì bà con thấy coi hai ngày nay đó, coi giờ giấc này phải rủ mai coi có lá không. Hiện nay bây giờ các toàn cầu thế giới phải rung động ở đó. Lúc này phải rõ ràng là thế giới bi ai không? Phải không? Vậy thì là trả lời cho mấy đồng đạo nghe đó là qua cái câu giảng vừa rồi đó là mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy, lầu đài cũng xa là cái chỗ đó. Rồi một tớp là tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phân. Cho nên nó là mới chết. Vậy thì tới câu nãy là nói về binh dịch này, thấy không? Chừng nào nó hết. Mà cái này thì cũng nói theo căn bản của thầy nữa, làm sao hết được, phải không? Bởi vì là ta dừng tay chờ đợi lên tiên đức ngọc đế mới xử phân cho chúng, xử mà lại còn phân nữa. Nói gì thì bây giờ bệnh này là thuộc về bệnh trạc. Nói gì thì nói với câu giảng của Đức Thầy muốn hết hay không đó là phải nói là 4 năm mấy nữa, vì chừng nào giết giặc mấy năm mà giờ mới 2 năm mấy hả? Thì ông về tới đó là mặc dù vẫn còn là cái bệnh này đã trả lời cho mau gọn cho bà con đồng đạo chúng ta dễ nắm dễ biết, muốn hết hay không vậy đó là có thể nói là 4 năm mấy nữa hoặc là 4 năm. Đó, cái bệnh gì này tại sao lúc này lại là càng mạnh, nếu lại là nó nặng nữa, thấy không? Nói vậy thì là ông là về tới rồi là kể như là cù lao sụp. Cho nên Đức Thầy đã nói rõ là một cù lao sụp trước làm đầu, thì mã long ứng ngữ ra hầu quan thiên, quan trời xuống đi giữ người hiền lại. Thấy không? Quan trời xuống là giữ người hiền lại đó. Ai tu là cũng như ông gian gian nghe ông vô cửa gian gian vô cửa à, bởi vì là bán vé mà, ai có mua vé ăn chay, ai mua vé cúng lại, ai mua vé theo ông tư quả, phải không? Ai mua vé từ thiện thì lại đây có cửa vô, chứ người ta đông dữ lắm, chứ đâu phải nói cái chuyện là đơn giản đâu. Nó thì bắt đầu vô cửa. Nó vô cửa thì là mấy ông vô chống phân phát nhà cửa cho mình quá phải. À, giặc đó đó mới thấy là nhà Phật con tiên chứ đó đâu, hé miệng cười phải không? Đúng rồi. Không lắm. Chứ mà ngớ kiều hoài, lỗ hoài. Thấy không? Đâu quá vậy mà cho chàng giới. Thấy không đó là lỗ hoài. Rồi đi biển giờ than không lời nữa.
Thế mới mới về đi biển thang không lời nữa. Phải không? À, vậy đó là bây giờ là cái đề tài là nói cho anh em hỏi hồi nãy đó thì là mai sau nhiều cuộc đất trời đua nhau mà chạy lầu đài cũng ra rồi, là cái bệnh dịch này đó thì là nói chừng nào hết thì tôi quá quyết với quý vị đây là nói theo căn bản cho lý thầy 4 năm mấy hết hoặc là 4 năm đó, thì cái đề tới đây ở đây không biết nói sao hơn, không lấy chi để rồi bù đắp được cho cái công cao thượng của quý vị mà được ủng hộ pháp mà nghe để hỏi để rồi giải trình quý vị nghe để nắm bậc trường tu, thì cái công đức này hết sức là lớn, thì trước khi dứt lời không biết nói sao hơn, không lấy chi để rồi bù đắp được cái công đức đó, thì hai Dũng cũng xin nguyện thành ông Tam Bảo và 10 phương chư Phật và Hoa Linh của Tổ Thầy và Quan Thượng Đẳng Đại Thần chư Quan Cụ Thần chư vị Sơn Thần chư vị 7 cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý lực gì được thường tâm an lạc và